lá tí tô. Lá mè. Đây là lá mè. Lần đầu tiên uống rượu, công an có phạt không? Em đủ 18 chưa? Em đủ 18. Lần đầu tiên công an không phạt đâu, lần thứ hai mới phạt. Vô nha, vô nè. Vô. Dẫn mọi người đi xem cái khu vực vui chơi của công ty mình. 5:30 á, mình sẽ có 15 phút để xuống dưới đó chơi. Nó có bóng bàn, có phi tiêu, nó có bi lắc nữa. Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người xuống đó xem. Hello. 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 Nói lại coi. Hoa hậu à? Đi chào. Hoa hậu đi chào mọi người à? YouTuber anh ơi. Thế đây làm gì? Thế đây là đi để quảng cáo mà. Xong rồi bạn luyện tập được bao nhiêu phút? 15 phút. Có 15 phút thôi mà đòi đi quay phim. Mỗi ngày mất thời gian chứ. Đúng rồi. Đó, nghe tiếng chưa? Nghe tiếng chưa? Bạc bạc đó. Đây. Đây là khu vực Bi Lắc. Năm ngoái mình đã giải vô địch Bi Lắc với 50 đội chơi ngay tại công ty mình. Mình đánh dễ dở thôi. Nhưng mà quan trọng là mình có đồng đội giỏi. Bạn không có đồng đội giỏi, không đời nào bạn thắng được. Ví dụ như là tí nữa mình mà chơi bóng bàn, đồng đội đây của mình nè, thể có đồng đội này thì lúc nào mình cũng thắng. Ngày hôm nay chưa phải là ngày cuối cùng. Ngày mai thì mình sẽ đi tạm biệt tất cả một phòng một lần nữa. Tạm biệt tất cả mọi người. Dù gì thì nơi đây cũng là cái bóng hơn từ năm 2019, 20 và 21. Mình nói con số cho nó bận nha, là 3 năm mình có mặt ở đây. Và cũng có rất nhiều kỷ niệm, cũng như là cơ hội phát triển của mình ở nơi này. Thực sự là rất là tiếc và rất là không vui một tí nào phải chia tay. Nhưng mà trong cuộc đời mình thì có nhiều cái lựa chọn và cũng có những cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm mà xây dựng hạnh phúc gia đình cũng rất là quan trọng. Chầu này là chầu ăn chè của quán ông. Bây giờ hai bạn trong bộ phận truyền thông của mình làm farewell cho mình. Tụi mình đang đi đến một cái barbecue ở quận 2. Bây giờ sẽ quay cho mọi người xem nha. Mình đi vô nè. Đâu ta? Đâu? Đây rồi. Đây là Huy đẹp trai. Chào mọi người. Chào mọi người subscribe kênh của Kim Ngân Cuộc Sống Thịnh Sĩ thằng nhiều nha, và chia sẻ comment dưới. Cảm ơn Huy nhiều. Đến quán Hàn Quốc thì phải biết hàng. Ban chan thế bằng. Là gì vậy? Ban chan là đồ ăn kèm. Cái phần ban chan này là sẽ được gọi thêm miễn phí nha. Mỗi người là 70.000, cho nên là giống như ăn buffet ban chan vậy đó. À, đây là súp tương đậu, còn đây là trứng hấp. Rồi, cảm ơn. Thấy một chai rượu gạo không? Ờ. Luôn một chai rượu gạo. À, như rượu này là loại rượu trắng rồi. Đó, mọi người. Thanh niên sẽ lấy một
Vô nè. Ê, lần đầu tiên uống rượu đó, công an có phạt không? Rượu gạo, vô. 10 chưa 18 vô. Chưa 18 nha, vô. 2, 3. Vô. Tiếu xíu vô. Vô. Lần đầu tiên uống rượu, công an có phạt không? Em đủ 18 chưa? Em đủ 18. Lần đầu tiên công an không phạt đâu, lần thứ 2 mới phạt. Vô nha, vô nè. Vô. Vô. Chưa uống mà nhăn mặt rồi. Ngon. 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 Ủa? Rượu gạo mà. Y như là chị uống, chị ăn cơm rượu vậy đó. Ờ, ngon. Chưa. Công an phạt thì kệ công an. Thanh niên 18 uống rượu gạo cho ai? Mình đâu chạy xe đâu, mình lo. Nè, ăn đúng chuẩn Hàn Quốc nè. Đúng chuẩn Hàn Quốc nha, salad nha. Mình rửa tay rồi mọi người. Một lá salad. Một lá tí tô. Lá mè. Đây là lá mè. Xong rồi đó là thịt. Đúng rồi. Cắt cho mẹ nó ngon. Rồi đó. Kim chi. Kim chi đâu rồi đây. Kim chi bỏ vô nha mọi người. Nước chấm. Rồi á. Ớt. Ớt. Ớt nha mọi người. Ớt này đổ mọi người cay không? Cay không? Cameraman. Siêu cay. Siêu cay. Anh không biết. Gì nữa? Tỏi. Tỏi. Ai mà đi hẹn hò người yêu. Ăn hết nha. Ăn hết nha. Chịu chịu không chịu thì chịu. Chịu không chịu thôi đúng không nè. Quấn lại. Đó. Xong rồi đó mọi người nha. Quấn cho đều. Hết một bụng này vô nha. Nè chấm nào. Chấm nè, chấm nè, nước sốt nè, nó nước sốt nè. Chấm nè. Đó. Mặn nè. Mặn nè. Chấm cho mình rất cái ảnh. Mặn nè. Vô mọi người ơi, vô. Vô.
Phương có diễn ra cho mọi người thấy không? Đấy. Đó. Bốc, đang bốc khói luôn. Trứng kết hợp với tôi cho trộn với ăn uống hay không lại. Có một vài rau củ là có cà rốt nè mọi người, có hành nè. Món này ăn nhẹ nhàng thôi, kiểu như làm ấm bụng đúng không? Này nè. Đúng rồi. Quay lén cái đẹp nha mọi người. Đó, góc kia nha. Đây mình chuyển nha. Đó. Đây đẹp nha. Cực phẩm rồi. Mở luôn. Không, trước khi mở là cho nói vài câu thôi. Chị cảm ơn Huy rất là nhiều. Em gì Thảo luôn á. Đây là quà của Huy với Thảo luôn hả? Yes. Ủa, còn chưa review cái kẹp tóc Thảo tặng lên em. Review là phải review với một hồ. Review có một cái vậy. Vậy là review cho công ty nha. Vậy thì bóc ra nè. Vậy bóc nha. Rồi, bóc đi. Chị ơi, nói rồi đừng có tặng quà mà. Bóc xong. Bóc xong cái này mà vẫn nói câu đó thì lấy lại quà. Bóc xong cái này vẫn nói là lấy lại nha. Quà. Nhanh nè. À. Đâu biết cái gì? Vẫn chưa biết là cái gì? Vẫn chưa biết luôn. U Lan Chi là cái gì? YouTuber mà không biết nó là cái gì. Ủa là cái gì? Mở ra nào. Mở tiếp, mở tiếp nào. Cái này là cái gì mọi người? Cái này là cái gì mọi người? Lấy đi nào. YouTuber mà không biết cái này rồi thất bại rồi. Mày cho bữa nào con chưa biết luôn. Ừ, cũng chưa biết là cái gì. Cái này là cái gì hả? Mở tiếp không. Mở xong chắc cũng chưa biết là cái gì đâu. Y như là được nhẫn kim cương vậy đó. Y như là được nhẫn kim cương cầu hôn bằng á. Trời ơi, thích quá à. Nào mở ra xem nó là cái gì vậy. Mày mới ráng thôi. Hồi hôm vậy chứ mới ráng thì chứ biết là cái gì luôn. Trời ơi. Nè cái áo của mọi người. Nè kem tóc của mọi người. Cái này cài đây nha mọi người. No. Được chưa? Biết là gì chưa? Chưa luôn mọi người ơi. Vẫn chưa biết. Thì đúng rồi á. Để làm gì nữa ta? Huy nè, hướng dẫn sử dụng Huy. Hướng dẫn sử dụng nè. Ủa cái camera. Chứ chị phải làm sao? Nè Huy hướng dẫn sử dụng. Cái ống kính wide angle lens. Trời ơi. Nào gắn vô xong mình quay thử luôn nào. Gắn nào. Mở cái cài lại từ từ á. Rồi cứ vô nha mọi người, vô nha. Được chưa? Chỉnh đi.
Like, share, subscribe kênh của mình nha. Hẹn gặp lại vào thứ tư, vào thứ bảy hàng tuần. Có làm cái gì vậy?